được thi công bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển ACP Minh Tú đều nhận được sự hài lòng từ các quý đối tác, quý nhà thầu. Trong mục tiêu phát triển tiếp theo của công ty, tiếp tục tham gia đấu thầu thi công xây lắp các công trình, đồng thời đầu tư vào một số lĩnh vực phát triển đô thị, khai thác. Thời tiết đã dịu mát trên sân bóng 99 Thịnh Công ạ. Và chúng ta sẽ cùng đến với lượt thi đấu thứ hai, vòng 2 giải bóng đá Cúp Tứ Hùng Định Công lần thứ nhất năm 2023. Trong trận đấu giữa FC Bình Minh và Blue United. Một trận đấu hấp dẫn giữa Minh Tú và Anh Ngọc đã được diễn ra ở lượt thi đấu đầu tiên. Và lượt thi đấu thứ hai này sẽ là trận đấu giữa Blue United và Bình Minh. Cũng là một trận đấu rất hấp dẫn của giải bóng đá Cúp Tứ Hùng Định Công lần thứ nhất năm 2023 năm nay. Thuận lợi hơn khi mà thời tiết tại Định Công vào lúc này đã dễ chịu hơn rất nhiều. Ngày hôm nay trong trang phục áo xanh sẽ là Blue United, họ sẽ ra sân với những cái tên như sau. Đứng trong khung gỗ sẽ là thủ thành Trịnh Minh Đức. Cao thủ mà số 76 Anh Dũng, số 97 Minh Thành, số 0 Hoàng Ngọc Sơn, số 7 Phạm Văn Thái, số 81 Viết Hình, số 68 là Văn Đại, số 11 Thái Khắc Hiệp, số 91 Anh Tố, số 16 Văn Anh, số 82 đó là Trung Hiếu, số 18 Hiếu Đạo và số 89 là Văn Đạt.
Như vậy, theo ghi nhận của chúng tôi thì cầu thủ áo số 11 bên phía Bologna United Thái Khắc Hiệp, Hiệp Cốc sẽ ở bên ngoài sân và chỉ đạo các đồng đội của mình. Bên phía đội bóng Bình Minh trong trang phục áo đỏ, họ sẽ ra sân với những cái tên như sau: cầu thủ Ngọc Minh mang số 1, Xuân Anh mang số 14, Ngô Tông mang số 13, Trần Hiền mang số 3, Tiến Quyết mang số 23, Tiến Thắng mang số 97, Minh Tùng mang số 21, Anh Tuấn là cầu thủ mang số 74, Văn Huy mang số 15, Văn Hưng mang số 9 và Đức Hoa là cầu thủ mang số 28. Trong trang phục áo đỏ quần xanh thì ở hiệp 1 này, các cầu thủ Bình Minh sẽ bảo vệ khung thành phía bên tay phải và nhỏ của các bạn. Bóng đã quay trở về với quyền kiểm soát của Bologna United. Minh Đức. Được chuyền hay. Được phát bóng tấn công của Trung Hiếu. Vẫn là cầu thủ Berlin. Trọng tài xác định bóng đi hết đường biên và sẽ có phát bóng lên dành cho Bình Minh. Trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay, tổ trọng tài chính là ông Doãn Thành Trung, hai trọng tài viên là ông Nguyễn Đức Hòa và ông Văn Phúc. Văn Anh đã bị phạm lỗi, đá phạt dành cho Bologna United. Đội chuyền của Trung Hiếu đã có lỗi việt vị. Sẽ có thêm một tình huống ném biên nữa dành cho Balloon. Văn Anh rất hay. Tình huống xử lý của số 97 đó là Minh Thành. Còn đây là số 97 bên phía Bình Minh. Rất khỏe. Tình huống tranh chấp của Trần Đức Hoàn. Thêm một tình huống việt vị nữa. Lúc này trên sân bóng chỉ chín định công hạ, trời vẫn còn nắng nhưng nhiệt độ đã giảm hơn rất nhiều.
Đây là Trung Hiếu. Vẫn là lối chơi ban bật nhiều, kiểm soát thế trận đến từ Balloon. Tình huống tấn công biên của cầu thủ Balloon. Nhưng không qua được anh Tuấn. Rất hay Trung Hiếu. Lối chơi rất có nét đến từ cầu thủ Balloon. Rất hay. Vẫn còn. Đưa bóng vào, không thành công. Tình huống phạm lỗi của Văn Anh. Đá phạt dành cho Bình Minh. Đây là tình huống tấn công trước đó. Vẫn chưa thể tiếp cận khung thành đến từ cầu thủ Balloon. Vẫn là Balloon. Văn Anh. Bóng đã quay trở lại với cầu thủ Bình Minh. Rất khỏe. Những tình huống cài đè đến từ Trần Đức Hoàn. Cú mở bóng của Minh Tùng. Dứt điểm từ xa. Cú ra chân đầu tiên, người dứt điểm đó là Nguyễn Văn Hưng. Đường chuyền vừa rồi là của Minh Thành. Anh Tú đang thoát xuống, đưa bóng vào. Bóng đã nằm gọn trong đôi tay của thủ thành bên phía Bình Minh. Bóng quay trở lại với nhịp tấn công của các cầu thủ Berlin. Trung Hiếu. Văn Anh. Rất chịu khó di chuyển đến từ các cầu thủ Berlin. Vừa rồi là một sai số đến từ đường chuyền của số 74. Anh Tuấn. Bên phía đội bóng Bình Minh. Vẫn rất thăm dò đối thủ đến từ cả hai đội bóng. Chưa có nhiều những tình huống tấn công nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Vừa rồi là tình huống băng xuống và đã rơi vào thế việt vị đến từ số 9 Văn Hưng. Trung Hiếu. Đường chuyền hay. Được.
Đưa bóng vào, khá nguy hiểm. Vẫn là cầu thủ Blun. Liên tiếp là những tình huống treo bóng cầu hầu. Rất hay. Lỗi thuộc về các cầu thủ áo đỏ. Lần này người phạm lỗi đó là Văn Huy. Và đây là tình huống phối hợp đá phạt nhanh trước đó. Thủ thành Ngọc Minh đã tập trung. Cận quá rồi. Phút thứ 13 của trận đấu giữa Blue United và Bình Minh, tỷ số vẫn đang là 0 đều. Và mở tốc đến từ cầu thủ Bình Minh. Văn Hưng quyết định dứt điểm từ một góc rất đẹp đến từ số 9 Văn Hưng. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Thoát xuống rất nhanh. Và một cú sửa lòng bằng chân phải của số 9 bên phía Bình Minh. Vẫn là sự mềm mại trong việc luân chuyển trái bóng trong lối chơi của các cầu thủ Blun. Và một sự chắc chắn và chuẩn xác đến từ các cầu thủ Bình Minh. Một trận đấu thực sự là hấp dẫn, cân tài cân sức của cả hai đội bóng ở lượt đấu thứ hai vòng 2 giải bóng đá Cúp Tứ Hùng Định Công lần thứ nhất năm 2023. Đã 15 phút trôi qua và thế trận cân bằng vẫn đang được giữ vững ở trên sân. Tình huống cắt bóng của số 97 Minh Thành. Không có lỗi của Blun. Rất bình tĩnh. Văn Anh. Đường chuyền của Văn Anh hơi khó với đà di chuyển của số 91 bên phía Blue United. Đó là tình huống di chuyển của Lê Quang Anh Tú. Minh Thành, Văn Anh đưa bóng vào. Phản công dành cho đội bóng áo đỏ. Đường chuyền chuẩn xác. Văn Hưng. Nhưng tình huống đưa bóng vào của số 9 lại hơi hiền.
Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Đường tấn công của Dương Bình Minh, tốc độ. Đưa bóng vào. Và đó là sự nguy hiểm đến từ cầu thủ Bình Minh. Họ không cầm bóng nhiều. Họ tấn công đơn giản. Một tình huống thoát xuống đến từ Tiến Thắng. Đưa bóng vào rất khó chịu. Và người ghi bàn dường như là Đức Hoàn. Phút thứ 19 của trận đấu và tỷ số đã là 1-0 dành cho Bình Minh. Một tình huống phản công rất mẫu mực của đội bóng áo đỏ. Và Đức Hoàn đã điền tên mình lên bảng tỷ số 1-0, 1-0 dành cho Bình Minh. Trung Hiếu. Văn Anh. Rất hay, đó là tình huống cắt bóng rất hay đến từ số 3 bên phía Balloon. Đó là Việt Tiệp. Bóng đi hết đường biên và sẽ có phát bóng lên dành cho FC Bình Minh. Như vậy trọng tài vẫn quyết định cho hai đội sẽ nghỉ uống nước. Một thế trận rất hay dành cho Blue United. Và sự chuẩn xác đến từ những tình huống tấn công của Bình Minh. Như vậy là sau khi được nghỉ theo luật Calling Break thì hai đội sẽ quay trở lại sân và tiếp tục thi đấu. Tình huống pha bóng lên của đội Bình Minh rất hay. Nguyễn Văn Anh. Thank you.
lên đường Blum. Văn Anh. Đây là Trung Hiếu. Đội mở bóng hay. Đưa bóng vào. Vẫn là sự kiểm soát tình hình đến từ hàng phòng ngự bên phía Bình Minh. Vẫn là sự chuẩn xác trong những đường bóng phối hợp của cầu thủ Blum. Một bóng nguy hiểm, phản công dành cho Bình Minh. Đây rồi. Đã có tình huống việt vị. Văn Anh. Vẫn là cầu thủ Blum. Đây là Ngọc Anh. Xin lỗi, đó là Ngọc Sơn. Trung Hiếu. Những tình huống mở bóng, phát triển bóng tấn công rất hay của số 82 Trung Hiếu bên phía đội bóng Berlin. Vẫn là Trung Hiếu. Phản công dành cho Bình Minh. Rất hay, kịp không? Tình huống pha bóng rất kịp thời của thủ thành bên phía Berlin. Đó là Trịnh Minh Đức. Có lẽ bóng bây giờ phải ra đến hô đình công rồi. Một tình huống xuất tướng rất kịp thời của thủ thành bên phía Berlin United. Đường chuyền. Trung Hiếu. Trung Hiếu đang quan sát đồng đội. Tên gì đó chú?
Thêm một tình huống tấn công nữa không thành công. Số 10 tên gì đúng? Danh sách không ghi. Chú báo ai bên đấy ra. Anh Nam ơi, anh bảo bên ai bên Bình Minh ra ghi lại danh sách đang thiếu nhiều lắm. Văn Anh. Tình huống đưa bóng vào không có gì nguy hiểm với khung thành của Ngọc Minh. Và rõ ràng không có gì phải vội với cầu thủ Bình Minh trong những phút thi đấu tiếp theo ở hiệp 1 này. Rất nghệ sĩ đến từ lối chơi của số 18 bên phía Balloon. Văn Anh. Vẫn là tình huống tấn công của cầu thủ Balloon. Bây giờ cháu loa thông báo thay người đúng không? Bên phía Balloon có sự thay đổi người. Và bên phía Bình Minh cũng vậy. Cháu là bình luận chứ cháu có liên quan gì đến việc thay người đâu mà biết. Các ông thay người kiểu gì, các ông thay, bây giờ tôi chỉ cần có danh sách đây là được rồi. Tình huống phát bóng lên của cầu thủ Bình Minh. Chú Lượng, chú bảo là đội bạn mà ai muốn thay cứ gọi trọng tài thay thôi. Và bây giờ cháu không có đủ cái tên rồi. Ý là cái người gọi trọng tài ấy. Vẫn là đường bóng tấn công của cầu thủ Balloon United. Vẫn là sự ổn định đến từ thủ thành bên phía Bình Minh. Đường một bóng rất chuẩn xác. Vẫn là cao thủ Bình Minh. Trận trước thắng Bình Minh có phải ngay nhàn không? Trận sau đá nó nhàn không? Ai được chơi? Những trận cuối là được cổ. Không
phải, nhưng mà bây giờ cháu bảo chú nha. Rất thay, vẫn là cao thủ Bình Minh. Đó là sự lợi hại trong những tình huống tấn công của cao thủ Bình Minh. Thêm một lần nữa, số 9 bên phía Bình Minh thử thách thủ thành bên phía đội bóng Berlin. Được thêm một lần nữa, không thành công cho tình huống dứt điểm của mình. Trọng tài đã cắt còi. Bên phía Berlin tiếp tục có sự thay đổi người. Văn Anh sẽ rời sân. Số 14 bên phía Berlin vào sân. Đó là Anh Tú. Rất hay, nhưng tình huống dứt điểm vẫn là quá nhẹ. Cháu không phải là người cho thay, cháu chỉ là bình luận thôi. Chú gọi tổng, chú muốn thay chú gọi tổng tài thay, cháu bình luận viên cháu biết đâu. Ok. Anh đúng là bóng chết anh gọi tài, em gặp người. Ok. Tắt mic đi. Vẫn là cao thủ bên phía đội bóng Bình Minh. Không có tình huống về dứt điểm ngay. Không vào. Không hiểu sao trong tình huống vừa rồi Đức Hoàn lại không có cho mình bàn thắng tiếp theo. Bên phía trọng tài ơi, thay người ạ. Chú ơi, xin lỗi chú, cháu bên bình luận viên, cháu không phải là ban tổ chức, cháu không biết gì về việc thay người của các chú cả. Chưa bao giờ em bị dính quả này đáng ạ. Tự chủ động người thay thôi. Tắt mic rồi đúng không? Hôm nay anh nói em tắt mic rồi đúng không? Vẫn là cầu thủ vừa luôn. Rất nhanh, vẫn là cầu thủ Bình Minh. Kịp không? Tình huống rất nỗ lực đến từ cầu thủ bên phía Bình Minh. Đó là tình huống băng lên của Trần Đức Hoàn. Và ngay sau tình huống đó thì Trần Đức Hoàn đã rời sân. Người vào sân bên phía Bình Minh đó là cầu thủ mang áo số 30. Rồi, trong danh sách đăng ký không có số 30 luôn. Đường chuyền về của Minh Tùng.
Như vậy là cầu thủ vào sân bên phía Bình Minh là số 30 Hoàng. Bên phía Blue có sự thay đổi người, Phan Văn Đạt rời sân. Vào sân đó là cầu thủ áo số 9 Nguyễn Văn Chiến. Vẫn là cầu thủ Bình Minh. Bóng quay trở lại với Trung Hiếu. Vẫn là Trung Hiếu. Chọc khe. Quá mạnh với đà di chuyển của đồng đội. Đường chọc khe rất hay của số 82 bên phía Balloon. Rất hay. Nhưng đó là một tình huống khống chế bóng rất khó đến từ cầu thủ bên phía Bình Minh. Nhưng bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ áo đỏ. Văn Chiến. Cầu thủ mới được tung vào sân. Trung Hiếu. Tình huống phạm lỗi của cầu thủ Bình Minh. Người phạm lỗi đó là số 30 Hoàng. Rất hay, nhưng ngay lập tức đã có một tình huống phạm lỗi. Người bị phạm lỗi đó là đội trưởng Minh Tùng. Như vậy dường như Minh Tùng sẽ rời sân. Đúng là như vậy, Minh Tùng rời sân bên phía đội bóng Bình Minh. Và vào sân đã là cầu thủ mang áo số 7 David Vượt. Ở đúng lúc này trọng tài đã đổi còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, trận đấu giữa Blue United và Bình Minh FC.
Hai đội rời sân với kết quả là 1-0, tạm thời nghiêng về phía đội bóng áo đỏ Bình Minh. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong ít phút trước khi quay trở lại với hiệp 2 của trận đấu này. We'll be right back.
Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hiệp 2. Trận đấu giữa Blue United và Bình Minh diễn ra trong khuôn khổ lượt thi đấu thứ 2 vòng 2 giải bóng đá Cúp Tứ Hùng Định Công lần thứ nhất năm 2023. Bước vào hiệp 2, các thủ Bình Minh vẫn đang tạm thời dẫn trước các thủ Blue United với tỷ số là 1-0. Bằng bàn thắng duy nhất đến lúc này được thực hiện do công của cầu thủ mà áo số 28 Trần Đức Hoàn. Ở hiệp 2 này, các thủ Blue sẽ bảo vệ khung thành phía bên tay phải màn hình nhỏ của các bạn. Bên tay trái màn hình nhỏ sẽ là Bình Minh FC. Một lối chơi bàn bật đẹp mắt, cầm bóng nhiều, triển khai mạch lạc đã được các thủ Blue thể hiện ở trong hiệp 1. Nhưng sự hiệu quả đã được các cầu thủ Bình Minh khẳng định với bàn thắng dẫn trước do công của Đức Hoàn. Ngọc Minh. Bóng đã quay trở lại với quyền kiểm soát của các thủ Balloon. Bên phía đội hình của Bình Minh thì Hữu Tài, cầu thủ áo số 10 cũng đã có mặt ở trên sân. Tiến Thắng, cầu thủ áo số 99 cũng đã có mặt ở trong đội hình của Bình Minh. Đã có rất nhiều những sự thay đổi đến từ ban huấn luyện của đội bóng áo đỏ ở trong hiệp 2 này. Lỗi thuộc về đội bóng Bình Minh. Đứng trước bóng là Hữu Thắng. Hữu Thắng. Cơ hội. Hơi chần chừ trong tình huống dứt điểm. Và đã có tiếng còi của trọng tài cất lên. Đó là tình huống xử lý của Doãn Văn Đại. Đường truyền của Ngọc Sơn. Minh Thành. Vẫn là Minh Thành. Lỗi rồi. Lỗi là của Ngọc Thọ. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Minh Thành đi bóng vào trong và đã bị Ngọc Thọ phạm lỗi. Sẽ là một cơ hội để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa dành cho Blue United. Đứng trước bóng là Trung Hiếu. Trung Hiếu không vào. Đã có tình huống việt vị. Người rơi vào tình huống việt vị đó là số 91. Và chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Tình huống xúc phạt rất có ý đồ và lập bập của Trung Hiếu. Phản công dành cho đội bóng áo đỏ. Đưa bóng vào rất chuẩn xác. Vẫn là Bình Minh. Đường truyền của Hoàng.
Lúc này Blue sẽ dâng cao tìm kiếm bàn thắng, gỡ hòa. Và trận đấu sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Một giải đấu chất lượng tại sân bóng 99 Đinh Công Hạ. Trước đó đã có một trận đấu rất hay nữa giữa Minh Tú và Anh Ngọc đã kết thúc. Rất bình tĩnh. Rất chật chội ở khu vực giữa sân. Đưa bóng vào. Trọng tài xác định lỗi thuộc về cầu thủ áo đỏ. Trận này Minh Tú trận này Blue thắng thì trận sau Blue xử Minh Tú. Văn Chiến. Chủ tài xác định quyền ném biên thuộc về cầu thủ Blue. Người chạm bóng cuối cùng đó là số 14 Xuân Anh. Văn Thành. Đưa bóng vào. Làm gì đây? Để mất bóng rồi. Tình huống xử lý vừa rồi là của David Vượt. Rất hay. Cơ hội dành cho Berlin. Trần Trừ mất rồi. Rất đáng tiếc dành cho cầu thủ Berlin trong tình huống tấn công vừa rồi. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Xuống biên rất thoáng. Vẫn là thế trận chủ động đến từ cầu thủ Blue United. Rất hay. Ôi, chạm mắt rồi. Tình huống xử lý rất hay của thủ thành bên phía Berlin. Tình huống phản công đến từ hai cầu thủ bên phía mình. Và sự phức tạp truy cản đến từ cầu thủ Berlin. Sự tỉnh táo đã được Trịnh Minh Đức thực hiện trong tình huống vừa rồi. Bên phía mình có sự thay đổi người. Người rời sân đó là cầu thủ mang áo số 18. Đây rồi! Và đó là sự hiệu quả trong lối chơi của các cầu thủ Bình Minh. Bóng
và thắng nâng tỷ số lên 2-0 dành cho Bình Minh. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này, một tình huống đưa bóng vào cầu hậu và một tình huống bật cao đánh đầu. Người ghi bàn đó là cầu thủ mang áo số 30 Hoàng. Phút thứ 51 của trận đấu giữa Bologna United và Bình Minh. Bàn thắng thứ hai của Hoàng đã giúp cho Bình Minh vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-0. Dứt điểm ngay. Một đường cong đã được vẽ ra nhưng rất tiếc không có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho Berlin. Vẫn là lối chơi chủ động, vẫn là lối chơi kiểm soát thế trận. Và lần này là Ngọc Sơn cùng một tình huống vẽ một đường cong rất mỹ miều nhưng rất tiếc may mắn vẫn chưa mỉm cười với đội trưởng bên phía đội bóng Berlin United. Đã có những cơ hội được mở ra nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với đội bóng áo xanh. Vẫn rất miệt mài tìm kiếm bàn thắng. Bóng quay trở lại với Ngọc Sơn. Ngọc Sơn. Lợi thế dành cho Berlin. Hữu Thắng đưa bóng vào. Đánh đầu. Liên tiếp là những phương án đưa ra để có thể tiếp cận khung thành của thủ thành Ngọc Minh một cách nhanh nhất bên phía Berlin. Bên phía đội bóng Bình Minh tiếp tục có sự thay đổi người. Như vậy là Công Hoàng sẽ rời sân. Người vào sân thay cho Công Hoàng là cầu thủ mang áo số 86. Hơi lập bập nhưng cuối cùng thì thủ thành bên phía Bình Minh đã kiểm soát được tình hình. Đường chuyền hay. Chọc khe không thành công. Lại là hai cái bóng áo đỏ. Mỗi tình huống tấn công của Bình Minh luôn đơn giản như vậy. Hiệu quả đang được đội bóng này thể hiện ở trên sân. Chân đẹp thế. Tăng mấy cân. Vẫn là cầu thủ Berlin. Kịp không? Đưa bóng vào. Không vào. Tình huống dứt điểm cận thành. Đó là Ngọc Sơn. Thêm một lần nữa Ngọc Sơn có cơ hội để có cho mình bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng vẫn là sự đáng tiếc. Lần này thì khoảng cách đã là gần hơn. Tình huống chạm bóng rất nhạy cảm đến từ số 0 bên phía Bologna United.
Và lần này sóng gió đã trôi qua trước khung thành của thủ thành Ngọc Minh. Phát bóng lên dành cho đội bóng áo đỏ. Và tiếp tục là sự thay đổi người đến từ đội bóng Bình Minh. Số 7 David Vượt sẽ rời sân. Và người vào sân là cầu thủ Mao số 27 Bá Thịnh. Cái giải áo làng này có gì đâu. Thằng con chính nó nghỉ gì đấy. Thằng con chính nó nghỉ gì? Vẫn là Hoàng. Chào khe. Nếu quả đấy là Hoàng kẹ thì vào rồi. Vào chân ý, vào chân ý. Có cả mắt mắt tú à. Vẫn là đường bóng tấn công của cao thủ Bờ Lưng. Phút thứ 57 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 2-0 nghiêng về Bình Minh. Vẫn là cầu thủ Bờ Lưng. Trung Hiếu. Cầu thủ có khả năng phát động bóng tấn công rất tốt bên phía Bờ Lưng. Văn Thành. Bóng quay trở lại với Ngọc Sơn. Ngọc Sơn vẫn chưa thể đưa ra tình huống dứt điểm dành cho Ngọc Sơn. Trọng tài xác định là không có tình huống penalty dành cho Bờ Lưng. Và sẽ có một tình huống va ở trên sân. Chúng ta sẽ có va ở trong tình huống này. Đây là tình huống quay chậm và trọng tài đang quan sát va. Một tình huống rất nhạy cảm ở trên sân. Và đây là tình huống làm chậm. Như vậy là tình huống ngã xuống không có tác động. Như vậy là đã có những tham khảo. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem trọng tài, quyết định của trọng tài. Vâng, và quyết định của trọng tài là không có penalty.
đây nhìn làm gì có góc mà nhìn nó bia. Em ơi số 9 tay số 10 nhá. Minh Thành rất khéo léo. Vẫn là balloon. Thời gian là vẫn còn để cho balloon có thể làm điều gì đó trong trận đấu ngày hôm nay. Tình huống phạm lỗi của Minh Thành. Sẽ là tình huống đá phạt dành cho Bình Minh. Trọng tài lại cất còi rồi. Đường truyền của Trung Hiếu. Rất hay. Đường truyền hợp lý. Đưa bóng vào. Bóng đã nằm gọn trong đôi tay của thủ thành bên phía Bình Minh. Vận bóng lên của thủ thành Vũ Ngọc Minh. Lỗi thuộc về các cầu thủ áo đỏ. Sẽ có thêm một tình huống đá phạt nữa dành cho Blue United. Đúng rồi. 5 phút cũng không được, 5 phút cũng không được. Bỏ đi, anh chưa đi nào. Anh chưa đi nào.
không ấy, kể cả 5 phút cũng không được. Là anh có nói chuyện mặt em, là anh có nói chuyện mặt anh không? Bây giờ nhá, làm sao từ 2 giờ, 2 giờ, 3 giờ kém anh đã 80 là 6 năm ạ. Ui xì, 16 năm. 81 quá. Bị trận đầu. Thank you.